rồi thì không bao giờ chúng ta gặp nhau nữa. Anh đã yêu lý do em chia tay nhưng anh không nói ra thôi. Và để anh sớm biết nhận ra em là người không phải là người để anh chấp nhận yêu. Cuộc đời thật khó khăn, không biết phải nói như thế nào. Tình yêu đã có lời trước khi bắt đầu rồi xử lý ra sao. Còn cùng bạn nghĩa một người yêu sẽ không như mong muốn, ai cũng như anh. Cuộc đời ai cũng như anh thì trên thế giới chẳng có ai đâu. Sẽ không có ai vô số sinh ra để hy sinh chỉ vì một người. Cuộc đời thật khó đoán, cuộc đời càng khó nói.